Hãy sẵn sàng bước vào những trận thi đấu cuối cùng trong ngày hôm nay với đêm gala xếp hạng, bởi vì chúng tôi là Đấu Trường Đường Phố. Và mục tiêu thi đấu ngày hôm nay của các đội sẽ là giải thưởng được khán giả yêu thích nhất trong đêm thi cuối cùng này của 60 vị khán giả đang trực tiếp có mặt tại phim trường. Và đó chính là giải thưởng trị giá 20 triệu đồng cùng với một voucher sử dụng MCV Complex Studio trong vòng 3 tháng trị giá 5 triệu đồng. Và giải thưởng cao nhất ngày hôm nay đó chính là ngôi vị quán quân của Đấu Trường Đường Phố trị giá 50 triệu đồng tiền mặt cùng với 1 năm bảo trợ truyền thông đến từ MCV trị giá 200 triệu đồng. Và trải qua bộ môn thi đấu Street Dance ngày hôm nay, một bộ môn rất hấp dẫn, chúng ta sẽ có 3 phần trình diễn của 3 đội thi đấu khác nhau. Họ sẽ phải cố gắng tạo ra những nét cá tính của riêng mình, nhưng chỉ trên nền nhạc đến từ tài năng của DJ T-Rex. Final Crew, are you ready? Đồng đội của mình ngày hôm nay đã bùng cháy hết sức mình với phát pháo đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của PMP.
phần trình diễn của PMP. Chúc mừng các bạn. Một thông điệp rất rõ ràng trong cuộc sống: hãy sống lạc quan nhưng đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Xin chúc mừng cho PMP.